Nguyễn Hiếu và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình chiều nay sẽ có các thông tin đáng chú ý sau đây. ngành y tế cấp thuốc kháng sinh dự phòng cho gần 800 người dân trong ổ dịch Bạch Hầu ở Thanh Hóa. Nhiều ngôi trường mới xây, phòng học được chỉnh trang để phục vụ cho năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Nông dân Đồng Tháp có thêm thu nhập từ bán rơm. Bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin và hơn 6.300 viên ma túy tổng hợp tại Sơn La. Vỡ Nam Định trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một thanh niên 21 tuổi bị sốc đa chấn thương, dẫn tim dập và dở hai bên phổi rất nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Bệnh nhân là anh VVT, 21 tuổi, trú tại xã Thanh Quà, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Người nhà cho biết trước đó trong khi đang chạy xe máy trên đường với tốc độ cao, anh T bị tai nạn giao thông do tránh ô tô và tránh chứa ngại vật. Tai nạn khiến anh T bị hất tung khỏi xe máy da đạp ngược vào đóng sắt thép của một gia đình đang làm nhà dân đường. Anh Tê được chuyển đến trung tâm cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa với nguy cơ tử vong cao. Hơn 4 giờ trên bàn mổ, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân. Sau nhiều ngày theo dõi và điều trị sau phẫu thuật, đến nay sức khỏe của anh T đang hồi phục tốt. Bệnh nhân tỉnh táo, không có di chứng thần kinh. Liên quan đến dịch bệnh bạch hầu, Hôm nay, bà Hà Thị Phúc, giám đốc trung tâm y tế huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu đầu tiên vào ngày 5 tháng 8, đến nay tại ổ dịch ở khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát đã có 3 ca mắc bạch hầu. Có 34 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân đã được cách ly theo dõi tại nhà. Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã tổ chức phun khử trùng tại ổ dịch, cấp thuốc kháng sinh dự phòng cho gần 800 người dân khu vực đoàn kết và hơn 200 người là cán bộ y tế thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch, cấp khẩu trang cho người dân. Theo Trung tâm Y tế huyện Mường Lát, đến nay ổ dịch tại khu phố đoàn kết đã được khoanh dùng, ngăn chặn, không để lây lan sang các địa phương khác. Sức khỏe ba bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu đang được điều trị tại bệnh viện ổn định, phục hồi tốt. Sau khi công bố dịch bệnh bạch hầu tại thị trấn Mường Lát ngày 11 tháng 8, Quỹ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo huyện Mường Lát không chủ quan lơ là, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Đối với đề xuất của Quỹ ban nhân dân huyện Mường Lát cấp bổ sung 25.000 liều vaccine bạch hầu uống dán để tiêm phòng cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát cùng ba xã giáp ranh, Quỹ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tận tỉnh làm việc với đơn vị liên quan để sớm có nguồn vaccine tiêm chủng đáp ứng phòng chống dịch chủ động. Thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, nhiều tỉnh thành đã thông qua mức thu học phí năm học mới từ 7.000 đồng đến hơn 220.000 đồng một tháng. Theo đó, hầu hết các địa phương chia mức thu theo cấp học 3 khu vực, gồm thành thị, nông thôn, miền núi và thu học phí dựa theo Nghị định 81 về học phí công lập Trần học phí dưới bậc mầm non khoảng 50.000 đồng đến 540.000 đồng một tháng. Ở cấp trung học cơ sở là 50.000 đồng đến 650.000 đồng một tháng. Và trung học phổ thông là 100.000 đồng đến 650.000 đồng một tháng. Đáng chú ý, Sơn La hiện có mức học phí thấp nhất, với bậc mầm non là 7.000 đến 38.000 đồng một tháng. Bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông là 8.000 đến 52.000 đồng một tháng. Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu miễn 100% học phí cho học sinh. Còn Vĩnh Phúc giảm 50% học phí đối với các cấp. Long An giảm 50% học phí bậc mầm non, miễn học phí bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông. Năm học mới 2024-2025 đang gần tới ngày khai giảng. Đây cũng là thời điểm mà các địa phương gấp rút hoàn thành các công việc chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp trường lớp để sẵn sàng đón học sinh tụ trường nhiều ngôi trường mới xây, phòng học mới được chỉnh trang và hàng loạt trang thiết bị phục vụ dạy và học mới cũng đã được trang bị. Sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ bơi, sân bóng mini, bàn ghế, phong cách hiện đại là những hình ảnh của trường tiểu học Lê Văn Phiên, Quyền Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. ngôi trường vừa được xây dựng với mức đầu tư 57,5 tỷ đồng để phục vụ cho năm học 2024-2025. Trường thì khổ quy mô là 30 phòng học và các phòng chức năng. trong đó được xây dựng khá khang trang và hiện đại. Hiện tại thì trường đã chuẩn bị đã đầy đủ và chuẩn bị khánh thành đưa vào năm học mới với số lớp là 4 lớp, 1 và 130 học sinh. Ngoài việc đưa vào sử dụng các trường học mới, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp, trang bị thêm các trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhu cầu học tập của học sinh trong năm học mới. Đồng thời, phân bổ sĩ số lớp học phù hợp đảm bảo việc học hai buổi một ngày tập thể nhân viên giáo viên nhà trường cũng đã uh, tổng vệ sinh các lớp học để sắp xếp lại các bàn ghế uh, và tất cả các lớp học thì đều được trang bị uh, tất cả các uh, tivi uh, máy chiếu cũng như là bảng tương tác để phục vụ cho công tác giảng dạy theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh năm học 2024-2025, dự kiến thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 24.000 học sinh. Trong đó, trung học cơ sở tăng hơn 7.000 học sinh, trung học phổ thông tăng gần 17.000 học sinh. Dự kiến từ nay đến ngày 5 tháng 9, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới. Dự kiến từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2024, sẽ đưa vào sử dụng 5 dự án với 63 phòng học mới. Trong năm học 2024-2025, 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục ra soát quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, thực hiện các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Theo kế hoạch, thành phố sẽ đạt tỷ lệ 296 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học vào cuối năm 2024. Những ngày này, nông dân huyện Tâm Nông tỉnh Đồng Tháp rất vui mừng bởi vì rơm sau khi thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2024 có giá bán khá cao. Mỗi 1.000 mét vuông ruộng rơm thường lái mua với giá 50.000 đồng, máy cuộn rơm cho ra từ 8 đến 10 bó. Mỗi bó rơm thuê máy cuộn rơm và nhân công vận chuyển từ ruộng ra cặp đường lộ bờ đây có giá 15.000 đồng một bó, bán cho người đến tận nơi thu mua 20.000 đồng một bó. Nếu chở đi bán cho những người có nhu cầu làm nấm, làm thức ăn chăn nuôi gia súc hay tủ gốc cây, dưa, kiệu, quạt lót nông sản khi vận chuyển để tránh hư hỏng, thì có giá từ 25.000 đồng một bó trở lên. Với giá bán trên, nông dân trồng lúa có thêm khoản thu nhập đáng kể. Việc bán rơm cũng giúp giảm ô mô nhiễm môi trường do khói đốt đồng từ rơm rạ. Tiếp theo là một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý trong ngày hôm nay mà chúng tôi vừa cập nhật. Những ngày đầu tháng 7 âm lịch, nhiều tuyến đường lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hàng loạt quầy bán bánh Trung thu. Đáng chú ý, giá bánh năm nay tăng. Khảo sát tại các quầy bán bánh Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh, Chân Chân cho thấy giá bánh năm nay tăng nhẹ từ 1.000 đến 5.000 đồng so với năm ngoái. Hiện giá bánh Trung thu dao động từ 58.000 đến 175.000 đồng một cái tùy loại. Các chuyên nghiệp cho biết, doanh số bán hàng hữu cơ tăng liên tục qua các năm với mức tăng trưởng bình quân từ 20 đến 40% mỗi năm. Theo báo cáo của Euromonitor, thị trường thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam đã đạt giá trị 100 triệu đô la Mỹ năm 2023 với mức tăng trưởng 20% so với năm 2020. Sự gia tăng này được chứng minh qua sự hiện diện ngày càng nhiều của các sản phẩm hữu cơ tại các siêu thị lớn. Một số loại rau củ hữu cơ dù đắt hơn hàng thông thường từ 25 đến 35% vẫn được ưa chuộng. Gạo là mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất vào Philippines 6 tháng đầu năm với kim ngạch 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, gạo Việt đang dẫn đầu tại thị trường Philippines, đối tác xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dù cơ hội xuất khẩu gạo đang mở rộng, nhiều doanh nghiệp vẫn thận trọng do giá lúa đầu vào tăng cao và ảnh hưởng của mưa bão có thể làm giảm nguồn cung gạo vào cuối năm. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau bắt đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin và hơn 6.300 viên ma túy tổng hợp tại Sơn La. vở Nam Định trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Nhiều đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn đã bị lực lượng chức năng triệt phá trong thời gian qua, Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã tạm giữ hình sự đối tượng Giàng A Sông, 38 tuổi, trú tại xã Lóng Luông, huyện Dân Hồ, tỉnh Sơn La, về hành vi vận chuyển 4 bánh heroin và hơn 6.300 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, tại khu vực bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, lực lượng chức năng đã bắt giữ Giàng A Sông, thu giữ tăng vật gồm 4 bánh heroin với trọng lượng gần 1,45 kg, hơn 6.300 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình bắt giữ Giang Á Sòng, người thân của Sòng đã dùng hung khí cản trở, chống đối lực lượng chức năng. Giang Á Sòng khai nhận đã liên hệ với nhiều người không rõ lai lịch từ các tỉnh thành khác để bán ma túy. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Chương trình tiếp tục với thông tin về tai nạn đuối nước. Hôm nay, lực lượng cứu hộ huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể hai em học sinh bị đuối nước tại sông Krongno vào chiều hôm qua. Theo thông tin ban đầu, Trước đó, nhóm 6 học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở xã Đưng Cơ Nớ, huyện Lạc Dương, đi xe đạp đến sông Crono, cách khu vực trung tâm xã gần 20 km để vui chơi chụp ảnh. Sau đó không may, bốn nữ sinh bị trượt chân rơi xuống đoạn sông sâu. Mặc dù người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt và cứu được hai em, nhưng hai em còn lại là KNL và NNL cùng 14 tuổi đã bị dòng nước cuốn trôi. Đến 6 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em KNL Cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 100 m. Nạn nhân mất tích còn lại là em NNL, được tìm thấy vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay. Liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ, thành phố Đà Nẵng hiện đang tiếp tục tập trung rà soát, tăng cường các hạ tầng trụ nước, hệ thống chữa cháy trong các hẻm nhỏ để người dân và lực lượng chức năng có thể xử lý nhanh những vụ cháy xảy ra, giảm thiệt hại do cháy gây ra. Năm trước, trên địa bàn phường này từng xảy ra vụ cháy nhà trong hẻm nhỏ khiến hai người tử vong. Từ thực tế nhu cầu trong công tác phòng cháy chữa cháy, những người dân tại đây đã cùng sáng chế phương tiện chữa cháy như thế này để thuận lợi đi vào các hẻm nhỏ phòng khi có sự cố xảy ra. Ở khu dân cư 11 ở hiện nay á, là có 550 hộ thường trú mà đa số ngôi nhà là người ta sống ở trong những kiệt hẻm nhỏ. Cho nên anh đây ở khu dân cư mới nhận thấy rằng nếu như mà nó có cháy nổ xảy ra thì cái xe chuyên dụng nó nó vào rất khó. Từ cái suy nghĩ như vậy cho nên là anh em mới thiết kế ra cái xe chữa cháy mini này. Từ những sự cố đáng tiếc xảy ra do quả quạng, hiện ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của người dân sống trong các con hẻm đã dần nâng cao. Tuy nhiên, với đặc thù hẻm nhỏ, cách xa đường lớn, các phương tiện chữa cháy chuyên dụng rất khó tiếp cận khi có quả quạng. Nhiều năm qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cùng với các quận quyện rà soát lắp đặt thêm hàng trăm trụ nước chữa cháy trong các con hẻm để tăng khả năng xử lý của các lực lượng nếu như mà không có cái những cái trụ nước nằm sau trong cái hẻm này thì cái lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì trong mỗi khu dân cư nằm sau trong cái hẻm này là nó sau đến là tầm khoảng là 400, 500, có khu lên đấy 700 mét mới vào đây nơi đến vị trí của đám cháy. Cùng với lắp đặt các trụ chữa cháy trong các con hẻm, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã dẫn động các cơ sở đơn vị có hệ thống chữa cháy trong khu dân cư tham gia mô hình điểm chữa cháy công cộng ban đầu để có thể tận dụng tốt nhất khoảng thời gian vàng dập tắt các đám cháy ngay khi phát hiện tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cái này để cho mọi người dân thấy được cái nguy hiểm của cháy ở khu dân cư mà ở đó lực lượng doanh nghiệp không thể tiếp cận khó tiếp cận và phát huy được cái lực lượng tại chỗ trong đó có xây dựng cái điểm chữa cháy công cộng đầu điểm chữa cháy công cộng ban đầu rồi cái tổ liên dân tổ phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương hiện nay cấp quận ấy đang lắp đặt các cái trụ nước đi sâu vào các cái hẻm để khi có sự cố xảy ra thì phát huy phương châm bốn tại chỗ. Hiện thời tiết tại khu vực miền Trung đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là trong các ngõ hẻm, khu nhà trọ với mật độ dân số đông. Bên cạnh việc chủ động bố trí các thiết bị cơ sở hạ tầng để chữa cháy, rất cần nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy nhằm hạn chế các vụ việc đáng tiếc do cháy nổ gây ra. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết, Phở Nam Định đã chính thức được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Nam Định đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm tôn vinh, bảo tồn nghề phở truyền thống, thúc đẩy quảng bá văn hóa du lịch. Phở Nam Định được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình tri thức dân gian. Nam Định được nhiều người coi là cái nôi của nghề phở, từ địa phương này, những thợ nấu phở lành nghề đã đi khắp đất nước. Trải qua thời gian, phở đã trở thành niềm tự hào của đất và người Nam Định, khẳng định được giá trị thương hiệu ẩm thực với những nét độc đáo thể hiện trong tất cả các khâu, từ chuẩn bị, lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm, phương thức làm ra sợi phở đặc trưng, công đoạn chế biến hoàn thiện một bát phở ngon, đảm bảo hương vị, chất lượng dinh dưỡng. Bên cạnh đó, món phở và câu chuyện lịch sử nghề phở cũng như các giá trị văn hóa truyền thống khác tại Nam Định sẽ giúp địa phương này phát triển du lịch. Phở Nam Định có thể kết hợp với phong cảnh thiên nhiên, các yếu tố văn hóa lịch sử để tạo thành tour du lịch hấp dẫn du khách. Bản Sì Thâu Chải nằm ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Những ngôi nhà gỗ, con đường nhỏ lát đá được tô điểm bởi các hàng rào đá độc đáo. Tất cả tạo cho Sì Thâu Chải một vẻ đẹp rất riêng và nên thơ. Ngay từ bước chân đầu tiên vào bản Sì Thâu Chải, du khách không khỏi ấn tượng với những nếp nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Giao được người dân gìn giữ từ bao đời nay. Mỗi căn nhà được chăm chút từ chiếc cổng, mảnh giường và hàng rào đá. Nhà nào cũng trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng. Sì Thâu Chải được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan đẹp, khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ dễ chịu. Mùa nào ở Sì Thâu Chải cũng đẹp cuốn hút. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm lễ hội cắp sắc, lễ nhảy lửa thưởng thức ẩm thực của đồng bào dân tộc Giao trong không gian văn hóa cộng đồng bên những ngôi nhà gỗ hàng trăm tuổi. Trong bản đồ du lịch tỉnh Lai Châu, bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách bởi cảnh quan tự nhiên, con người gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Chấm thu, Sapa đẹp như một bức tranh với những thửa ruộng bậc thang xanh ngút ngàn. Bất cứ ai ngắm nhìn sắc xanh đó đều bị mê hoặc chẳng muốn rời. Giải đẹp của mùa lúa Sapa bắt đầu từ khi những đám mạ bắt đầu xanh rì cho đến khi ngã dạng mơ, rồi tới dạng rực chờ đến mùa thu hoạch. Mỗi khoảnh khắc của mùa lúa trên những triển núi cao khiến cho du khách đến Tây Bắc đều say mê. Từ trên cao nhìn xuống, từng thửa ruộng đang dệt những đường cong đẹp mỹ miều trên tấm thảm xanh. Còn từ dưới chân núi nhìn lên, sắc xanh mướt tạo nên những nấc thang lên thiên đường đẹp ngoạn mục. Để ngắm Sapa vào mùa lúa xanh, không gì tuyệt vời hơn là chọn hành trình du ngoạn băng qua những thung lũng lúa đẹp như tranh bằng cáp treo fancy băng. Từ trên cao, bức tranh thung lũng mường qua được dệt bằng những dải lụa xanh mềm mại, xen lẫn những sắc màu bình yên của bản làng Tây Bắc. Màu xanh của lúa đang dần ngã sang vàng. Chỉ cuối tháng 8 sang tháng 9, Sapa sẽ khoác lên mình tấm áo mới vàng ống quyến rũ của mùa lúa chính. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Trung Hoa Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc là tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.